Hello, chào mừng các bạn đến với Tiến sĩ Đồng Tư. Hôm nay tôi xin chia sẻ với bạn chủ đề độ dày mỏng của quyển sách là bao nhiêu. Thì các bạn nhớ để viết quyển sách thì thông thường nó là sẽ là khổ giấy A5. Còn cá biệt có những loại khổ giấy nó lớn hơn hoặc là A4. Thì giấy A5 thì đâu đó một chủ đề thông thường bạn có thể viết cỡ khoảng 200 trang, viết khoảng 200 trang. Hoặc là như quyển sách tôi viết thông thường thì 200 trang có, 300 trang có và 400 trang có. Thì có những cái quyển mà tư liệu nhiều thì có thể người ta viết nhiều tập, ví dụ những quyển từ điển hoặc là những cái lịch sử hồi ký đó, nhất là những cái cô nó viết về quốc gia, viết về đất nước đó, thì thường nó rất là dày. Thì các bạn hãy nhớ là tùy cái tùy yêu cầu của các bạn, tùy yêu cầu của bạn mà chúng ta độ dày mẫu khác nhau, nhưng thông thường thì khổ sách sẽ ở ở khổ sách giấy A5. Các bạn lưu ý đó là khổ giấy A5, thì tầm nếu bạn mới viết thì có thể bạn viết có tầm khoảng 200 trang là vừa đó. Thì đó là cái nói về cái độ dày mỏng của quyển sách. Cảm ơn các bạn.